6. Hòa thượng Tuyên Hóa giảng vào tháng Giêng năm 1983. Hòa thượng: trong khi chúng ta nghiên cứu 50 hiện tượng ấm ma, mọi người đều được hoan nghênh khi phát biểu ý kiến. Chúng tôi muốn dùng trí tuệ của mọi người để nghiên cứu đạo lý này. Vào thời mạt pháp, mọi người tu tập đều rất muốn nhanh chóng có được kết quả. Họ nghĩ rằng mình có thể đạt được một dịp may, giống như người đánh bạc mong thắng được ngay trong lần đặt cược đầu tiên. Thế nên con người đã chạy quanh đến rất nhiều nơi. Họ học những phương pháp thực hành bí truyền và nhiều pháp môn kỳ lạ khác. Họ nghe nơi này có điều gì hay thì liền tìm đến. Họ nghe nơi kia có điều gì lạ, họ cũng chạy tới. Chạy đây đó khắp nơi, phí phạm thời giờ trên đường, nhưng rốt cuộc họ chẳng hiểu được gì cả. Chúng ta nên nhận thức rõ tình trạng này, nếu không chúng ta dễ dàng rơi vào đường tẻ. Cũng như trường hợp dùng chất độc tố kích thích, đây là một vấn đề nghiêm trọng ở xã hội phương Tây hiện nay. Có thể nói rằng chất hallucinogenic là một loại hóa thân khác của ma dương. Ma xuất hiện với những hình thức mới lạ qua độc tố kích thích, khiến cho nhiều người nghiện ngập nó. Dù cho người ta không muốn dùng chất thuốc kích thích đó, nhưng ma lực kết hợp cùng với thói xấu của họ đã khiến họ bị câu hút vào dòng nghiện ngập sa đọa. Hiện nay có rất nhiều tà sư, ác tri thức đã dùng sự trợ lực của các độc dược này khiến họ thấy được hào quang và những hiện tượng kỳ quái khác. Các cảnh giới này xuất hiện là do chất độc dược kích thích trong thân thể người ấy phát huy tác dụng. Ha ha ha, 问什么的说呵。